Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc, kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì mình đang ở chỗ xã Long Trung của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nha. Ở phía bên phải mình là chợ Ba Dừa. Thì hôm nay mình sẽ đi từ chợ Ba Dừa mình đi tới chợ Long Khánh. Bây giờ thì mới có 8 giờ rưỡi sáng nè, trời bạn thấy đang chuyển mưa đó. Cái chợ phía bên phải mình bữa nay thấy có để cái bảng cấm cho xe vô mà mình thấy xe vẫn chạy bình thường rồi, nên mình mới chạy vô được nha. Chứ nếu mà có bác giữ xe đứng ở đây là thường là chắc không có vô được rồi. Đó, chợ thì buôn bán rất là đông mà người mua thì không có bao nhiêu người hết. Nãy hai bên người ta bán rau củ quả trái cây đồ quá trời luôn. Cái chợ này rất là rộng nha. Ở gần khu vực này mình thấy chắc nó là bự nhất quá. Khu vực này nếu mình thấy bự ngang cỡ này thì chắc có chợ Vĩnh Kim hoặc là chợ Cây Lậy thôi, chứ còn không có chợ nào bự như vậy đâu. Nó nằm cái khúc này thì mình thấy nó hơi hẻo lánh nha, nhưng mà chợ rất là bự. Cái này mình chỉ chạy một vòng của cái chợ này thôi nha. Mấy bạn muốn coi kỹ hơn thì mấy bạn coi clip trước á. Clip trước thì mình chạy chi tiết hơn, clip này mình chỉ chạy quanh cái nhà lồng chợ thôi. Nó phía trước mặt mình là trường học, và phía hông trường này người ta bán ăn sáng rất là nhiều. Có hủ tiếu, bánh canh, bánh khọt gì. Có giá rất là rẻ nha, khoảng 20-25 mà, bánh xèo đồ cũng có nè. Mình thấy người ta buôn bán dọc dọc hai bên lộ gì thì nhiều nè. Chứ còn trong nhà lồng vợ hay trống lỏng à. Không biết là trả mặt bằng hay là dẹp luôn hay sao, không biết người ta ở thổng mình thấy đóng cửa suốt luôn. Nó thấy được có mấy cái quầy mà sát sát lộ người ta mở cửa, còn ở trong hay đóng cửa. Còn ở đây thì bán trái cây nè. Lúc này đang vô mùa sầu riêng nha. Ở khu vực này người ta trồng sầu riêng rất là nhiều. Nếu về gần Tết thì mình thấy mấy cái chỗ mà người ta bán cây con được, ví dụ như bầu bí mướp rồi đó, thì người ta có bán thêm mấy cái cây mà để trồng Tết lấy bông á, ví dụ như dạng thọ hoặc là hướng dương đâu. Cúc rồi mình thấy lúc gà người ta cũng có bán nữa. Mua mấy cái đó cũng rẻ lắm, chừng 2-3 ngàn cây à. Ở phía bên trái mình ủy ban xã Long Trung. Nói vậy bữa chắc mình cũng phải mua vài cây gì mình trồng để Tết khỏi phải mua bông chứ nhỉ. Chứ Tết mà có lối hăm mấy mà đi mua bông thì mua một cặp dạng thọ là bèo nhất là cũng phải 50-60. Còn mà mua bữa 22-23 thì một cặp thì cũng phải 120 hoặc 150 thì chỗ bán. Còn ví dụ như bông ở nhà mình trồng thì mình lấy cúng, nhưng mà điều nó không có bự nha, nó không có đủ phân thú như người ta nên cái bông nó hơi nhỏ một tí. Thì bây giờ mình sẽ chạy tới chợ Long Khánh nha. Ở khu vực này thì nhà cửa rất là khang trang. Cái đường này mình chạy nó hơi bị chói nắng một tí, cái hướng này mình chạy nó bị ngược sáng đây. Với trời đang diễn mưa nữa nên hình nó hơi tối một tí nha. Thấy nhiều căn nhà mái đái mới xây nhìn rất là đẹp. Ở đây có nhiều căn nhà lầu nè. Ở dưới quê thì giờ nhà lầu người ta có cũng nhiều lắm, nhưng mình thì mình thích nhà trệt hơn. Ví dụ như ở thành thì cất nhà lầu không nói gì, chứ ở dưới quê thì đất rộng nên cất nhà trệt đi nó khỏe hơn. Nó bên phải mình đã cất nguyên dãy để cho thuê. Nó còn phía sau là đất vườn lắm nha. Toàn là dừa, bưởi, nhãn với ba cái sầu riêng. Sầu riêng là nhiều nhất. Với bạn nào mà có chơi tùng la hán á, là lên khu vực này. Khu vực này người ta chơi tùng la hán nhiều lắm. Tùng la hán với bông trang. Ở bên trái mình cái dãy phía trước người ta trồng bông trang á. Này cũng mới trồng không à. Mà khu vực Cây Lậy này thì người ta trồng bông trang mình thấy nhiều ghê quá. Ở dưới mình thì cũng có trồng bông trang nhưng mà ít lắm. Làm như ở đây người ta chuộng hay sao đó. Ở phía trước mặt mình là cổng chào xã Long Trung nha. Khu vực này toàn là Long không à. Long Trung, rồi Long Tiên, rồi Long Khánh. Ở đây là quá rồng rồi. Đó, còn mấy cây bên trái mình là sầu riêng.
Nó sầu riêng này, cái cây mấy bạn nhìn dễ biết lắm. Nó cái tàn giống như là tàn cây thông vậy. Trồng thường thì cây này nó tách bì với cây kia, ít khi nào nó đan xen lắm. Chỉ có kỳ đó mình đi ở bên cồn Ngũ Hiệp đó, là mình thấy nó mấy cây sầu riêng tán nó mới bự, nó mới đan xen. Chứ còn ở đây khu vực điện thường thấy toàn là tàn thông mà nhiều. Có một số thì thấy có trồng cỏ cho bò ăn nữa. Nó sáng sớm thì bạn thấy có mấy chỗ bán ăn sáng với bán cà phê thôi. Còn dọc hai bên đường thì bán tạp hóa hoặc là bán bàn ghế đâu. À, ở khu vực này mình thấy có mấy cái chỗ lột hột điều nữa nè. Rồi này chỗ này bán cá ly thia nè. Cá ly thia người ta để vô ly. Cái hướng này mình chạy hơi bị chói nắng nha, nên hình nó không có rõ lắm. Ở bên trái mình là mấy cái quán ăn sáng. Lúc về mình thấy quán xá đồ nó mọc lên nhiều lắm, ở dưới mình cũng vậy đó. Gần như là ai thất nghiệp về nó cũng mở quán ăn hay sao á. Cái quán ăn nó mọc lên như nấm mà. Cái chỗ này người này thuê mở quán xong cái dịp tới người khác nhảy vô thuê. Thường mấy bạn đi lại mấy cái quán mà thấy bàn ghế biển hiệu đồ nhìn mới to đó, là thường mấy cái quán nó mới mở. Ở đường này nếu mấy bạn quẹo phải thì cái hướng đi ra ngoài cồn Ngũ Hiệp nha. Này mình sẽ quẹo trái cái hướng mình đi về thị xã Cai Lậy. Ở khu vực này thì nhà dừa sầu riêng rất là nhiều, đặc biệt là cái hướng bên phải mình á, mới chạy khúc này gặp những cái dừa sầu riêng à. Lúc gầy đang vô mùa sầu riêng nên nhà dừa nào cũng tấp nập á, nhưng nghe mấy bạn ngửi cái mùi là phê luôn á. Ở đây mình đi tới xã Long Tiên rồi nha, cái này của huyện Cai Lậy. Lúc gầy huyện Cai Lậy với thị xã Cai Lậy là hai cái nó khác nhau nha. Lúc trước là Cai Lậy thị xã thị trấn Cai Lậy gì đó, nó thuộc huyện Cai Lậy nhưng mà giờ nó tách ra riêng rồi. Nơi bên trái mình có mấy cây tùng la hán đó. Cái này người ta vô chậu người ta bọc sẵn rồi, cái này thì thường mấy bạn muốn mua thì xe nó cẩu nên là rất là dễ. Nó mình thấy lúc này cái mô hình người ta trồng gì cũng nhiều lắm. Ở vườn thì người ta cũng trồng đó, người ta mua bầu bê á, người ta bó lại. Như vậy thì nó sẽ ít cỏ với mưa nó cũng không có trôi đất nữa. Ở dưới mình thì nhiều chỗ người ta trồng mai và trồng bông giấy, người ta cũng làm mô hình vậy nè. Còn khu vực này thì thấy bông trang với tùng la hán là nhiều. Bên trái mình người ta nướng gà nướng vịt nè, khói tùm lum luôn. Cái này nếu này mấy bạn quẹo phải cái hướng đi về chợ Vĩnh Kim đó nha. Này là ngã ba Long Tiên. Mấy bạn có coi mà cái khúc mà từ chợ Vĩnh Kim mà đi lên ngã ba Long Tiên nè thì mình cũng có làm clip rồi. Mấy bạn có coi, mấy bạn lục lại mấy clip cũ á. Nó bên phải mình này cây cảnh không mà. Lúc này thì đang vô cái dịp gần Tết nè, nên người mấy cái chỗ mà buôn bán mai cây cảnh rồi nó nhộn nhịp lắm. Ở bên phải mình nguyên xe sầu riêng luôn nè. Lúc về ví dụ như ai có điều kiện thì người ta mua sắm vài gốc mai người ta để dành người ta chơi Tết. Ví dụ như nghèo nghèo thì 2-3 triệu, còn khá tí thì mười mấy 20. Nó này có cây mai nó nở sớm quá nè. Ở khúc này thì nhà cửa cũng thưa lắm chứ không có đông. Mình thấy đất vườn đó mà. Chạy những cái lộ nhựa thì bạn thấy nhà cửa đông chứ được có lớp ngoài không à. Đó, người lúc này thì người ta cất nhà gần lộ để người ta buôn bán rồi. Ở quán xá hay bạn thấy cũng rất là vắng khách. Chỉ có là những cái khu vực chợ búa hoặc là mấy chỗ tập trung dân cư á thì quán xá nó mới đỡ đỡ thôi, chứ còn những cái quán dọc đường thì mình thấy rất là vắng. À, với khu vực này lúc này mình thấy người ta trồng mít cũng nhiều nữa nha. Ở mít thì chắc khoảng chừng 3-4 tuổi à, mà có trái hết rồi. Cây thì chắc bự hơn bắp tay mình ạ. À, có nhiều cây thì bự cỡ bắp giò, dạng cũng mới trồng đấy à. Lúc gà thì mít ghép nên trồng nó cũng lẻ lớn lắm.
Giờ thì gần như là mua cây ăn trái là đều ghép không à. Mít ghép rồi nhãn ghép, sầu riêng cũng ghép nữa. Chỉ có dừa là không thấy ghép thôi. Dừa chắc chưa ghép được quá. Còn hồi đó mình nhớ trồng cây ăn trái là người ta trồng bằng nhánh không à, ta chỉ cành. Còn bây giờ thì ghép là nhiều. Nó này có mấy cây mai đó là đẹp luôn nè. Cái tùng tạo dáng cũng đẹp nữa. Bạn thấy mấy cây vậy chứ đụng vô là tiền triệu không á. Mấy cái cây đó thường thì mình thấy người ta đi mua, nó thì người ta tính bằng cái hoành, là cái gốc của nó. Hoành như là chu vi vậy nhỉ. Cái hoành mà chừng 40-50 cm là mấy bạn bán là thấy là bạc triệu rồi đó. Cái đó là tính chỉ cái thân không nha. Nếu mà cái dáng đẹp nữa thì giá trị nó càng cao nữa. Đó, phía bên phải mình có con kênh, mình thấy rác không à. Bên trái là nguyên cái vựa sầu riêng bự dạng luôn. Vựa sầu riêng thì cái nào cái nấy bự bự không à. Nói với bên trái mình nguyên cái vườn kiểng luôn. Khu vực này người ta chơi kiểng rất là nhiều, cứ chạy một khúc là gặp à. Gần như là vựa sầu riêng, vựa mít, như mấy cái chỗ mà trồng kiểng là gặp thường xuyên lắm. Nó thấy bên trái mình cũng chơi kiểng nữa. Thường thì mấy chỗ mà chơi kiểng như là xe du lịch đậu không à, mấy cái vựa sầu riêng cũng vậy đó. Nhiều khi phía sau là sẽ có những cái căn giống như biệt thự vậy, nhìn rất là hoành tráng. Tại giờ mình thấy ai có điều kiện mà cất nhà đẹp đẹp hoặc là cất biệt thự rồi đó, là phía trước sân người ta phải chơi một cái sân bonsai hoặc là cây cảnh đâu rất là hoành tráng. Nó nghe anh nó đang chất sầu riêng vô vỏ. Hồi đó thì mình thấy người ta đựng bằng cần xé tre nhiều. Còn bây giờ thì chơi vỏ sạch mũ với hoặc là ba cái thùng mũ luôn không à. Hoặc là cần xé mũ đâu. Chứ còn cần xé tre nãy giờ chạy cái đường này không gặp. Còn bên trái có căn nhà mái lái rất là đẹp luôn nè. Giờ thì nhà mái lái đi đâu cũng gặp. Hồi đó thì mình nhớ cái kiểu nhà người ta chuộng á là cái nhà hình hộp mà cái dạng kiểu chữ L á, cái đó nó rất là chuộng. Còn bây giờ thì toàn là máy thái không à. Máy thái thì cất thì nó hơi bị cầu kỳ tí nha, nhưng mà nhìn cái dáng rất là đẹp. Đặc biệt là những cái căn máy thái mà cất ở dưới giường á, nhìn nó vuông vức nhìn đã lắm. Đặc biệt là những căn nhà máy thái mà nó nằm ở xung quanh cái vườn cây ăn quả á. Mấy bạn nhìn vô là phê liền, cây xanh rồi thêm cái mái ngói đỏ đỏ nó nhìn đã lắm. Phía trước ví dụ như trồng bông, trồng hoa rồi. Có người đào cả cái ao nó làm giống như cái hồ, rồi cất cái chậu nhỏ nhỏ. Nói chung là nhìn là rất biết chơi luôn. Còn mấy cái cửa hiệu thì mình thấy người ta đóng cửa cũng nhiều ghê luôn á. Có mấy cái chỗ bán tạp hóa, bán cà phê, bán ăn sáng thấy mở rồi. Chứ còn mấy cái hiệu kia đó. Nè bên ngoài có cái vườn mít nữa nè. Cái mùi mít cái mùi sầu riêng mấy bạn mới ngửi thì thấy cũng đã lắm. Nhưng mà hít một hồi là thấy cũng hơi chóng mặt á. Đặc biệt là nhiều chỗ vừa mít vừa sầu riêng đâu á. Người ta lột, người ta lấy muối, người ta giục qua cái xác á. Chạy ngang cái mùi rất là khó chịu. Mùi sầu riêng nữa cũng vậy đó. Có nhiều chỗ mình thấy người ta lột, người ta lấy cơm sầu riêng á. Rồi người ta giục cái vỏ á, giục đóng đóng luôn. Giờ cái mùi nó lên hơi khó chịu lắm. Với mít nữa cũng vậy đó. Ba cái sơ mít nữa. Ở cái con kênh bên phải mình thì thấy bị ba cái cây cối, ba cái rau muống rồi nó che. Nó có chỗ thấy nước đen thui à. Ở đây thì nước cũng đỡ đỡ nè, nhưng mà nhìn cái màu ấy chắc không uống được quá. Cái này thì cứ cây chắc được chứ còn uống là thua. Còn bên trái mình là sầu riêng không á. Bây giờ mấy bạn đi đường này các bạn thấy còn cây ăn trái đâu chứ mình nghĩ chắc đi chừng
vài năm nữa là ở đây chắc người ta lên đất vườn á, nó lên đất người ta cất nhà hết rồi. Nó mấy cái vườn sầu riêng thì cỏ nó mọc kinh khủng lắm nha. Lúc về với mình vô mùa mưa nè, nên cỏ nó mọc dữ lắm. Gần như là nông dân thì rất là đỡ tưới cây, nhưng mà cực cái là phải bằng cỏ. Như vô cái hang này thì sâu bệnh nó cũng nhiều nữa. Sầu riêng này thì ở dưới mình thì người ta bán là khoảng 50-60 ngàn ký. Ở đây mình thấy khoảng chừng 35 hoặc là 40 à. Ở trên đây thì nó ngay cái khu vực trồng nên giá nó rẻ hơn. Ở đây có trồng dừa nữa đó, mà dừa mình thấy cũng ít lắm. Phía dưới thì lâu lâu thì có gặp bưởi hoặc là cam rồi cũng có, nhưng mà gần như là sầu riêng là thấy là cây chủ lực. Sầu riêng với mít đó, là hai cái đó là thấy nhiều nhất. Vườn sầu riêng người ta hay dặm mít cho lắm. Ở đây sát lộ người ta trồng rau lan nữa. Các bạn thấy con kênh bên phải mình á, nhiều chỗ người ta lấn ra để người ta làm quán đâu đó, nên cái khả năng mà nó tắc nghẽn nước là rất là cao. Nhưng mà nếu mà từ từ khu vực này đông dân lên thì mình nghĩ con kênh thế nào cũng bị người ta lấp hết à. Ví dụ những con kênh này nè mà người ta lấn kiểu đó riết á thì nước nó không có lưu thông nữa, nhiều khi nó sẽ bị ngập hoặc là nó bị thiếu nước tưới cây. Vậy là thường là cái dòng chảy sẽ bị thay đổi liền à. Là vô mùa mưa này mà nếu mà nước mà nó không rút được á, là cây nó sẽ bị úng. Còn mùa khô thì nó vậy thì đâu có vô nước được đâu. Vậy nên nó khổ đủ điều á. Nó phía trước mặt mình thấy á, đang chuyển mưa đen thui luôn. Lúc này thì ổng mưa thất thường lắm, gần như là muốn mưa ngào mưa à. Có khi chuyển về cả ngày không khó, nhưng có khi dứt đám lâm râm chơi cũng khó. Mít lúc này mình thấy cũng rẻ lắm nha, bán dọc lộ hay có khoảng 12 hoặc 15 ngàn ký. Bán chỗ đó thì vô nhà vườn thì mình nghĩ mua chắc chừng 5-7 ngàn à. Dừa đồ giá cũng rẻ nữa, dừa khô thì khoảng chừng 2-3 ngàn, còn dừa xanh thì khoảng chừng 4-5 ngàn. Ở dưới khu vực thì mình thấy mấy cái trại cây giống người ta bán rất là nhiều, đặc biệt là bán sầu riêng với mít á. Gần như là nhìn vô mấy cái trại cây giống là thấy sầu riêng với mít rất là nhiều luôn á. Ở dưới mình thì trại cây giống là thấy dừa nhiều, còn ở đây thì sầu riêng với mít. Nhưng mà thấy mấy cây mai bên phải mình à, có cái tàn rất là đẹp nha. Cái này mà lãi lá chơi Tết là nhìn tuyệt vời luôn á. Có điều chạy cái đường này mình thấy hai bên thì rác nó cũng nhiều ghê luôn, bao ni lông vỏ chai đồ. Sao mà thấy mấy cái chỗ trảng trảng trống trống như nè là người ta hay quăng, người ta dục lắm. Còn chỗ nào mà có nhà có cửa đó thì ít bị dục, chứ còn mấy cái chỗ trống này là hay bị lắm. Những cái nhà bên phải mình thì người ta phải bắt cây cầu người ta mới qua được cái con kênh nha. Gần như là mỗi nhà phải có một cây cầu á. Chỗ này thì bán vật liệu xây dựng. Ở đường xá ở đây thì mình thấy giờ người ta đổ bê tông và đổ nhựa hết trơn rồi. Cái này mình qua khu vực của xã Long Khánh này. Xã Long Khánh là của thị xã Cai Lậy nha. Còn xã Long Tiên hồi nãy là của huyện Cai Lậy. Mình thì mình hay lẫn lộn giữa cái huyện với cái thị xã lắm. Cũng như bữa đó mình đi Tiền Giang nha, đi ở dưới Gò Công á,
Nó giờ nó có thị xã Gò Công, rồi Gò Công Đông, rồi Gò Công Tây nữa. Mà đó giờ thì mình cứ nghĩ nó là Gò Công không à. Giờ nó tách ra tùm lum hết. Ở bên Bến Tre mình cũng vậy, ví dụ như lúc trước là Mỏ Cày đi, có gài có Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc. Ở chỗ này bạn thấy nước bên phải mình nó trong xanh luôn. Nước này nó bị tù động rồi nên nhìn nó thấy gầu lắm. Ngày xưa mà ví dụ như nhà mà ở sát con kênh vậy nè, là mấy bạn gần như là không có tốn tiền nước sinh hoạt, ít ai xài nước bung kênh lắm. Sinh hoạt tắm rửa ăn uống đâu là nhiêu nước kênh nó là dư sức rồi đó. Còn bây giờ thì nước đó mình hay nghĩ tới dùng để tưới cây, cái còn sinh hoạt phải xài nước bình gọi là nước bung kênh này, sinh hoạt phải xài nước bung kênh, còn uống thì phải xài nước bình hết này. Cái con kênh này mình thấy chắc lâu lắm không có nào vét hết vậy, mình thấy hai bên cây cỏ nó mọc ra quá trời luôn. Mới lâu lâu ở đây thấy có trồng xoài nữa nha, và xoài cũng ít chứ không nhiều. Còn chuối thì mình không có bàn tới, tại vì gần như là khu vực nào có trồng cây ăn trái là đều có chuối hết. Nó bên trái mình nó cũng đang cất cái nhà dừa nè, nhìn rất là bự luôn. Nhà dừa khu vực này thì mình thấy toàn là khung sắt không à. Nguyên cái khung sắt này người ta lợp tôn nên nhìn rất là tiện. Ở phía bên phải mình có căn nhà cũng rất là đẹp luôn đó nè. Đó giờ cái kiểu nhà đó thì ở dưới đây giờ gặp nhiều lắm. Ở bên trái cũng có còn một căn nữa đó. Đó, mấy bạn thấy là chỉ thấy vẻ bên ngoài thôi nha, chứ nhiều khi mấy bạn vô mấy bạn thấy cái dàn nội thất là hết hồn luôn á. Nhìn thấy cái dàn cửa và là cái dàn salon của nó à, thôi là thấy khoái rồi. Nhưng mà thường những cái nhà gần lộ thì người ta đóng cửa xuống à, chỉ có mấy bữa nào mà đám tiệc rồi mới thấy người ta mở cửa thôi. Chứ nhà gần lộ mà mở cửa than quát như thế nào là cũng chúng nó vô nó hốt hết đồ. Nó nói vậy bên trái mình cũng nhà dừa không. Giờ thì cái dạng mà cất nhà nguyên dãy gì cho thuê là ở dưới mình gặp nhiều lắm. Có người thì người ta thuê, người ta buôn bán ăn sáng hoặc là cà phê đồ. Nhưng mà lúc về mình thấy bán quán thấy chua cay lắm. Ví dụ như bạn mở quán mà đất ở nhà bạn thì còn đỡ nha. Chứ còn mà cái dạng thuê mặt bằng thì mình nghĩ chắc chừng vài tháng là dông rồi. Bán nhiều gần như là nhiều khi không đủ tiền trả tiền nhà chủ nhà nữa. Ở phía bên trái mình đó là trường tiểu học Long Khánh nha. Bây giờ học sinh hình như đang tan học. Mình thấy phụ huynh là tan đưa rước á. Bây giờ mới có 8 giờ mấy mà sao tan học sớm nè. Không lẽ đi học thêm. Hồi đó mình thì tới cấp 3 mà đi học thêm rồi. Còn bây giờ thì mới có lớp 1, lớp 2 là bắt đầu đi học thêm rồi. Mà giờ đi học thì cha mẹ đưa rước không à, chứ không có thả lon ton như đó. Hồi đó mình đi học mà chỉ cần biết trường đó là sau này là tự cho đi học, đi chắc cha mẹ đưa rước chắc chừng 2-3 bữa à. Quen đường quen bạn là tự đi, còn bây giờ là được cha mẹ đưa rước suốt đó. Nhiều khi tới lớp 12 giờ vẫn còn, mình thấy còn có người còn đưa rước nữa. Ví dụ như ngày đó học một buổi thì đỡ, đưa rước có 2 lần à. Còn nếu mà học thêm thể dục và học thêm buổi chiều tối nữa đó là đưa rước 4 lần hoặc là 6 lần. Nhà mà có 2 đứa là đưa rước là bệnh luôn á. Ví dụ như học cùng trường cùng buổi thì nó đỡ nha.
còn mà nó học khác trường khác buổi là đưa là chạy điên người luôn á. Ví dụ như bạn ở những khu vực thị trấn thì nó còn đỡ đỡ, còn ở những cái vùng quê vùng xã như vậy nè, trường học thường cách xa nhà rất là xa. Ví dụ như trường tiểu học á, thì nó nhiều khi nó cũng còn gần gần nhà còn đỡ, chứ còn lên trường cấp 2 thì nó hơi bị xa, còn cấp 3 thì nhiều khi phải lên tới thị xã hoặc là thị trấn nó mới có nữa, phải lên huyện á, chứ còn ở xã là hiếm khi nào mà có trường cấp 3 lắm. Ở phía bên phải mình là ủy ban nha, ủy ban xã Long Khánh. Này mình đi tới cầu Long Khánh rồi, qua cầu là sẽ tới chợ. Ở đường này nếu các bạn đi thẳng luôn thì đi tới thị xã Cai Lậy á, ở đây là đó chắc dừng 3-4 cây gì đó. Nó cái chợ nằm bên trái mình nha, cái chợ thì mình thấy có chút xíu à, nhưng cũng hơi bị vắng nữa. Mà bạn nghe đứng đây nhìn là thấy gần hết cái chợ rồi. Để mình chạy vô cho bạn coi. Cái chỗ này nghe cái dốc cầu quá vậy qua nó cũng hơi khó khăn đó. Xe thường xuống dốc cầu thì nó chạy hơi lẹ, nhưng phải đợi xíu. Bạn thấy nó có một số quầy hàng người ta đóng cửa. Có một số làm như không có bán gì vậy. Nó giờ có nhiều người đang dọn. Chợ này thì nếu mà tính ra nó không bằng một cái phần nhỏ của chợ Ba Dừa nãy. Với người mua thì cũng vắng luôn á. Người bán thì mình nghĩ chắc được chừng 20 hộ á, còn người mua thì chắc được 5-7 người à. Nhưng mà hay cái chợ đó là không, không ngoài quần áo này nó đang dọn rồi. Ở trong này thì rau củ quả. Ở giờ này mà còn che mấy cái miếng mủ này nữa. Mấy cái miếng mủ đó là cái thời mà dịch đó là hay gặp lắm, thì đâu cũng che. Ở dưới mình thì lúc trước cũng có che mà giờ người ta gỡ ra. Ở đây có một số chỗ mình thấy còn để nè. Ở khu vực nhà cá hay cũng có mấy người bán đó, gà vịt rồi cũng vậy. Ở cái chợ nhìn thấy rầu lắm nha. Rồi clip mình kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.